Ok, chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh luyện thi của Viện Anh ngữ Quốc tế HOTI. Và hôm nay thầy lại tiếp tục chuyên đề luyện thi đại học qua ca khúc Start of Something New, Sự bắt đầu mới mẻ. Và qua ca khúc này do đôi bạn trẻ rất là nổi tiếng trình bày. Bài hát này nằm trong bộ phim High School Musical, một bộ phim rất là hay đó ha. Bạn nào chưa xem thì hãy lên mạng tìm bộ phim này và xem gấp, rất là hay luôn. Rồi, ok, và qua cái ca khúc này thầy hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm nhiều cái kiến thức mới cho kỳ thi sắp tới của mình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nghe ca bài hát hôm nay. Rồi các bạn vừa nghe qua ca khúc với cái lời rất là dễ thương đúng không nào? Và bây giờ các bạn sẽ nghe lại lần thứ hai và thầy sẽ dịch sang tiếng Việt để các bạn ha nắm được phần nào cái ngữ nghĩa của bài hát này. Sau đó chúng ta sẽ đi phân tích bài hát nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại lần thứ hai để nắm bắt nghĩa nha. Sống trong thế giới của riêng mình, anh đã không thể hiểu rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi em nắm bắt cơ hội. Em chưa bao giờ tin vào điều mà em không thể thấy. Em chưa bao giờ mở rộng lòng mình với những khả năng có thể đến. Em biết có điều gì đó đang đổi thay. Em chưa từng cảm thấy thế này. Và ngay trong đêm nay, đó có lẽ là sự bắt đầu. Cảm giác thật tuyệt vời khi có anh ở cùng. Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh, em cảm thấy trong trái tim mình đó là sự bắt đầu của những điều mới mẻ. Giờ thì có ai đã từng nghĩ rằng chúng ta đều ở đây đêm nay và thế giới dường như tươi sáng hơn. Có anh bên cạnh em, hai ta đều biết có điều gì đó đang đổi thay. Chưa từng cảm thấy thế này. Em biết đây là sự thật. Đó có lẽ là sự bắt đầu của những điều gì đó mới mẻ. Và giây phút này nhìn vào đôi mắt anh, em cảm thấy trong tim mình đó là sự bắt đầu của một điều mới mẻ.
Ok, rồi các bạn vừa nghe qua ca khúc ha, và thầy cũng dịch sơ qua cái nội dung của cái bài hát này rồi. Các bạn có thể tự dịch và tự dịch hay hơn thầy nữa đúng không nào? Và bây giờ thầy sẽ lưu ý một số cái từ in đậm, in vàng trong bài hát ngày hôm nay. Ví dụ mình có cụm từ là in my own, riêng tôi, thế giới của riêng tôi. Mình có động từ understand, understand là hiểu, hiểu vấn đề nào đó. Anything là một trong những đại từ bất định, chỉ vật đúng nào? Anything, take a chance. Take a chance đây là cùng thành ngữ mang nghĩa là tận dụng, lấy nắm bắt cơ hội. Never, cái từ never là chưa bao giờ. Và tí nữa thì sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dùng của từ never trong một dạng đặc biệt hay gặp trong đề thi đại học. Tiếp theo rồi là từ watch. Rồi tiếp theo mình có từ possibilities, có thể, có khả năng. Does something has changed? Đây là một câu luôn ha, tí thầy sẽ phân tích cái câu này. Start up something new, feel, feel và cách dùng của feel như thế nào. Và ở đây mình có từ much brighter, đối với cách dùng liên quan tới dạng so sánh. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng câu. Ok. Rồi, và cái bài học ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào một số phần như là phần đồng nghĩa này, synonym này, phần thành ngữ này, cấu trúc và ngữ pháp ha. Rồi, mình sẽ nghe hai câu đầu. Mình sẽ nghe hai câu đầu ha, và thầy sẽ phân tích cái điểm mấu chốt trong bài này. Living in my own world. Living in my own world. Didn't understand. Didn't understand. Sống trong thế giới của riêng mình, anh không hiểu được ha. Ở đây mình có cụm từ in my own world. In world là thế giới, in my own world là thế giới của riêng mình, thế giới của riêng anh. Thì ở đây thầy không nhấn mạnh chữ in mà thầy viết ra là in my own. Tại vì cái cụm từ là in my own thường xuất hiện trong đề thi đại học. Cụm từ in my own sẽ bằng với by myself. Cũng như là on, thầy xin lỗi, on my own bằng với by myself. Cũng như là on her own sẽ bằng với by herself. On his own sẽ bằng với là by himself. Và cái cụm từ này mang nghĩa là một mình, riêng, một mình, tự làm, tự lập. Ok. Tiếp theo mình có từ understand. Understand từ này mang nghĩa là hiểu vấn đề, hiểu được. Nó sẽ bằng với động từ comprehend. Comprehend. Make count và từ catch. Những từ này đồng nghĩa với nhau, synonym, đồng nghĩa với nhau. Understand, comprehend, make count và từ catch. Em lưu ý cái từ stand này. Đây, and và cái âm and này là cái âm mà được nhấn âm khi em làm bài phát âm đó. Bài nhấn âm understand, understand, nhấn âm 3, comprehend, nhấn âm 3, comprehend, nhấn âm 3. Và bốn từ này bằng nghĩa nhau, mang nghĩa là hiểu. Thì đi thi phần đồng nghĩa và trái nghĩa thường có như sau. He doesn't seem to be comprehend to the scale of the problem. Thì người ta gạch chân comprehend này. Và tùy theo đề, đề yêu cầu đồng nghĩa hay là trái nghĩa. Ở đây thầy không yêu cầu gì cả thì chắc chắn sẽ là đồng nghĩa rồi. Đồng nghĩa ha. Và đồng nghĩa với comprehend chắc chắn chính là từ Michael, mang nghĩa là hiểu vấn đề nhá. Vậy nhớ giùm thầy. Khi làm bài nhớ lấy bút giấy ra ghi chép đàng hoàng, ghi thật nhanh, không cần đẹp. Sau khi mình học xong rồi mình lại ghi một lần nữa ha, cho đẹp ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ sang câu số 2. Rồi, câu số 2 giùm thầy nè. Didn't understand that anything can happen. That anything can happen. Ở đây mình chỉ có một cái chữ gì là chữ anything thôi, nhưng mà ở đây thầy liệt kê ra cái 5 dạng luôn. Rồi, thứ nhất là đây là mấu chốt của anything. Thầy nói ha, anything là một trong những cái đại từ bất định, có thể là bất định chỉ vật như là anything, something ha, something, anything, nothing. Còn đại từ bất định chỉ người là anyone, someone, anybody đó. Và thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách dùng đặc biệt của nó trong đề thi đại học. Thứ nhất, anything, something, anyone, những đại từ bất định được xem như là chủ từ số ít, cho nên động từ của thầy phải là số ít, nhớ nhá. Những cái đại từ bất định, bất là không, không xác định được số, cho nên coi đó là số ít, cho nên mình sẽ cộng động từ số ít. Trường hợp số 2,
Những cái đại từ bất định này theo sau là tính từ, nhớ đó. Những cái đại từ bất định này theo sau nó phải là tính từ. Tí nữa mình sẽ có những cái lời hát tiếp theo là thầy sẽ thấy cái rõ cái này. Something new, anything new, đúng không? Ok. Trường hợp số 3 là sau những đại từ bất định là ưu tiên dùng that trong thầy. Trong mệnh đề quan hệ who, whom, which, that. Nếu là anything, something, ở đây là chữ some này, bắt đầu chữ S của thầy rồi. Anything, something, anyone thì em dùng that dùng thay. Trường hợp số 4 trong câu hỏi đuôi. Trong câu hỏi đuôi những cái đại từ bất định chỉ vật như là anything, something, nothing, em đổi thành chữ it dùng thay. Em đổi thành đại từ it trong câu hỏi đuôi. Còn những đại từ bất định chỉ người, someone, anyone, somebody, em đổi thành they trong câu hỏi đuôi. Ok. Và đây chính là 5 cách dùng liên quan tới những cái đại từ bất định mà các bạn lưu ý dùng thay. Hả? Rồi thầy nói lại 5 cách dùng. Cách dùng đầu tiên đó là những đại từ bất định như vậy sẽ đi với động từ số ít. Động từ số ít là mình thêm SES. Cách dùng số 2 là những đại từ bất định này theo sau nó phải là một tính từ, không phải là danh từ mà nó là một tính từ. Những cái đại từ bất định sẽ đi với that. Ưu tiên đại từ bất định sẽ đi với that. Và đối với trong câu hỏi đuôi, đại từ bất định mà chỉ vật something, anything sẽ đổi thành it, và chỉ người đổi thành they. Bây giờ mình sẽ có một cái số cái câu ví dụ ha. Câu ví dụ này đây. Đó. Bây giờ mình sẽ có 5 câu để tương tự coi. Thứ nhất, ở đây nhìn trong 4 đáp án là biết ngay là số ít số nhiều rồi. Và em thấy từ everyone, everyone là đại từ bất định chỉ người. Thầy nói rồi, bất định không xác định được, cho nên đáp án phải là số. Số ít là stands. Câu số 2 dùm thầy. Đây, excited, excited, excitement và excitedly. Đây là dạng bài tập tính danh động trạng. Dạng bài tập tính danh động trạng. Mà đây mình có từ something, đại từ bất định ha. Thì theo sau something phải là tính từ. Mà tính từ là mình có câu A hoặc câu B. Câu A hoặc là câu B. Câu A là excited thường cho chủ từ chỉ người. Và excited là thường cho chủ từ chỉ vật ha. Đó. Ở đây something là vật cho nên mình chọn câu B. Vật. Câu số 3 nhầm thầy, ở đây là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ who, that, which và whose ha? Ở đây đại từ bất định chỉ anything là đại từ bất định, cho nên em dùng that nhầm thầy ưu tiên. Trường hợp số 4, số 5 là câu hỏi đuôi. Trong câu hỏi đuôi những cái từ everything này này, everything này là vật sẽ đổi thành it, thì rơi vào câu B và câu D. B và câu D. Trong câu hỏi đuôi vế trước là khẳng, thì vế sau sẽ là phủ định, đáp án là câu B. Câu số 5, someone là đại từ bất định chỉ người sẽ đổi thành they, thì rơi vào mỗi câu B thôi, đáp án là câu B. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hát tiếp theo. Câu hát tiếp theo thầy coi này. When you take a chance, when you take a chance, mình có cái thành ngữ là take a chance nghĩa là nắm bắt cơ hội, sẽ bằng với từ take a boat. Take a boat là nắm bắt cơ hội, bằng với từ play the market. Play the market. Và nó trái nghĩa với từ miss a boat. Miss a boat là bỏ lỡ một con thuyền, là bỏ lỡ đi cơ hội. Huh? Take a chance bằng take a boat là nắm bắt cơ hội, còn trái nghĩa với nó là miss a boat. Ok. Rồi tiếp theo dùng thầy, mình có cái cách dùng số 2 tiếp theo liên quan tới ca khúc bài hát câu tiếp theo. I never believed in what I couldn't see. Believe đi với in là các bạn biết rồi đúng không nào? À, tôi chưa bao giờ tin vào những gì mà tôi không thấy. Em chả bao giờ tin vào những gì mà em chưa từng thấy. Ở đây có chữ what. Mình hay nói gì đây này? À, what do you do? Where are you from? What are you doing? Đó, thì đó là câu hỏi. Và những cái câu như vậy thì chữ what sẽ đứng đầu câu. Tuy nhiên, trong đề thi của mình, trong đề thi của mình, what, where, why, how much, how long, những cái từ để hỏi này mà đứng trong câu, what, where, why, how much, how long, những từ để hỏi này mà đứng trong câu thì vị trí phải là chủ từ rồi mới là động từ. À, không được dùng là do the have had rồi mới chủ từ là sai. Nhớ nha. Những cái từ what, where, why, how much, how long rất là hay gặp trong đề thi đại học của mình. Và nếu những từ để hỏi này mà đứng trong câu thì vị trí phải là chủ từ rồi động từ. Mình xét ví dụ sau đây.
I don't know. Và mình thấy how long đây, how long đứng trong câu thì vị trí phải là chủ từ rồi mới là động từ ha. Cho nên câu A loại này, họ lấy chữ has trước loại này, câu C loại đúng không này. Còn câu B và câu D, had quá khứ và has là hiện tại chưa lùi thì. Ở đằng trước là don't là chưa lùi thì, em chọn câu D. Ok. Rồi. Rồi tiếp theo mình sang câu tiếp theo. When you take a chance, when you take a chance, I never believed in what I couldn't see. I never opened my heart. Em chưa bao giờ mở lòng mình ra. Em chưa bao giờ mở lòng mình ra. À, một cái lời rất là hay ha. Chưa bao giờ mở lòng ha. Ok, I never open my heart. Em chưa bao giờ mở lòng. Từ never này là từ phủ định đứng trong câu. Và trong đề thi đại học thường xuất hiện một dạng, đó là dạng đạo ngữ. Khi mà người ta đưa những cái từ phủ định, những cái từ phủ định đứng đầu câu, em phải đạo ngữ cho thầy. Đạo ngữ là gì? Đạo ngữ là mượn những trợ động từ như là do, the, did, have, has đặt trước chủ từ. Đó, như vậy này à. Thì từ never đưa ra đầu câu, em sẽ đảo chữ did đần lên. Khi đảo ngữ thì động từ đằng sau trả về nguyên mẫu ha? Did I open? Never did I open. À, tôi chưa bao giờ mở lòng ra. Và trong tiếng Anh mình, cái từ never này hoàn toàn bằng với at no time. Chưa bao giờ. Never bằng at no time là chưa bao giờ. Ví dụ mình có cái câu này, at no time là đạo ngữ đúng không nào? À, là từ phủ định. Mà từ phủ định đứng đầu câu sẽ có hiện tượng đạo ngữ. Cho nên đáp án của mình là câu A hoặc là câu C, câu A hoặc là câu C, ok. Và mình thấy này, đã mượn trợ động từ did rồi thì đằng sau phải trả về nguyên mẫu. Cho nên đáp án phải là câu A, không thể là câu C được. Tại vì đây là ed rồi, mà còn ed đây được là sai, đúng không nào? Đáp án là câu A. Rồi, câu tiếp theo dùng thầy, mình có câu tiếp theo. Okay, to all the possibility. Mình có từ possibility, từ này mang nghĩa là có thể. Và đây là một cái từ cũng hay gặp. Nhớ cho thầy này, there's a strong possibility that, có thể rằng. Đây là một cái cụm từ nhớ cho thầy luôn ha. There's a strong possibility that, có thể rằng, một cụm từ. There's a strong possibility that, có thể rằng, có thể rằng cậu ấy sẽ giành hết chức vô địch trong cuộc thi năm nay. Đó, có thể rằng. Thì cụm từ này các bạn ghi chép vào và nhớ giùm thầy. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu tiếp theo, cái câu này đây. Rồi, I know that something has changed. Tôi biết rằng có điều gì đó đã thay đổi. Và đây là cách phối hợp thì. Tôi biết rằng, ở đây có hai vế đúng không nào? À, tôi biết là hiện tại. Tôi biết là ở hiện tại. Cái gì đó đã thay đổi. Thay đổi trước hiện tại phải là hiện tại hoàn thành. Cái gì đó xảy ra trước hiện tại phải là hiện tại hoàn thành. Xảy ra trước quá khứ là quá khứ hoàn thành. Ở đây, I know là tôi biết là thầy đang ở hiện tại đúng không nào? Thầy biết rằng em đã thay đổi. Thì cái việc em đã thay đổi là trước lúc thầy biết. Cho nên đó là hiện tại hoàn thành. Nhưng mà thầy đổi chữ know sang chữ new là quá khứ. Lúc mà thầy biết đó, em đã thay đổi. Thay đổi trước khi mà thầy biết. Trước hiện tại là hiện tại hoàn thành, trước quá khứ là quá khứ hoàn thành. I am happy, tôi rất là hạnh phúc rằng bạn đã đậu kỳ thi. Đó, hiện tại thầy vui. Tại sao thầy vui? Tại vì nguyên nhân là em đã đậu kỳ thi, nguyên nhân phải là hiện tại hoàn thành. Rồi hiện ở quá khứ này, thầy đang ở vai trò là quá khứ là vui. Vậy nguyên nhân của cái sự vui này là trước quá khứ, là quá khứ hoàn thành. Ok, đây là sự phối hợp thì mà các bạn cần lưu ý giùm thầy. Trước hiện tại là hiện tại hoàn thành, trước quá khứ là quá khứ hoàn thành nhá. Nhiều bạn cứ nói thầy ơi, trước hiện tại là quá khứ đơn, cho nên em quất ngay cái chữ change, không có have has này kia là sai. Ok, rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang những câu tiếp theo. Ooh, I know that something has changed.
The Start of Something New. The Start là sự bắt đầu, Something New hồi nãy mình nói rồi này, Something là đại từ bất định cho nên đằng sau nó là tính từ. Ok, rồi ở đây mình có cái từ Feel So Right. À nghe không ạ? It feels so right to be here with you. Oh, rồi. Bình thường á, tính danh động trạng, mình học cái chia mà tính danh động trạng rồi. Bình thường là tính danh động trạng đúng không nào? Bình thường là tính danh động trạng. Tuy nhiên trong tiếng Anh sẽ có một số động từ thì đi sau là tính từ. Một số động từ thầy gọi đó là động từ liên kết, và sau những động từ liên kết đó phải là tính từ. Ví dụ như là be, get, look, taste, smell, feel, sound, seem, grow. Be, get, look, taste, smell, feel, sound, seem, grow. Theo sau những từ này phải là một tính từ. Ok. Rồi. Tiếp theo ở đây mình có từ star. À, rồi thầy cho nghe tiếp luôn. Rồi nghe này, nghe cho vui ha. Có từ star mà nghĩa là bắt đầu, và ở đây thầy sẽ cho các bạn một số cái từ đồng nghĩa với từ star rất là hay gặp trong đề thi của mình. Mình có từ star là sự bắt đầu, mình sẽ có cụm từ là get in on the ground floor, getting on the ground floor, get down to business, get down to business, hit the ground running, be in the first flush of, test something off, swing to an action, swing to an action. Đây tất cả là những thành ngữ bằng với từ start, bắt đầu. Ok, đi thi thì mình sẽ có thể đồng nghĩa hoặc trái nghĩa tùy theo yêu cầu. Ví dụ trong câu này thầy yêu cầu tìm từ đồng nghĩa ha? Get down to business là sự bắt đầu, thì đáp án chính là câu A. Ok, nhớ dùm thầy ha. Start là sự bắt đầu, và đồng nghĩa với nó mình sẽ có những cái thành ngữ như là getting on the ground floor, mình có get down to business, mình có hit the ground running, mình có in the first flush of, mình có test something up, mình có swing to an action. Ok, rồi. Rồi tiếp theo mình có gì đây? À mình có từ and the world looks so much brighter. Ở đây thầy muốn nói cái từ brighter này là so sánh hơn. Và khi mà nhấn mạnh so sánh hơn mình sẽ dùng từ much hoặc từ far. Much brighter, far brighter. Ok. Rồi, tiếp theo mình có từ by my side là bên cạnh ai, ủng hộ ai, bên vực ai. By my side, từ này sẽ bằng với từ support, supportive. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một số bài ha, tổng hợp lại liên quan tới cái kiến thức ngày hôm nay. Đầu tiên mình có cái câu là I don't think I can ever live on my own. Ở đây tìm từ đồng nghĩa, và đồng nghĩa từ on my own chính là từ gì nào? Alone, một mình đúng không nào? Alone ha? Hoặc là gì nào? Hoặc là by myself là câu đi. Câu số 2 mình có từ make out là hiểu vấn đề, hiểu là gì nào? Là make out, là comprehend, là câu C đúng không nào? Câu số 3 mình có từ swing into action là hành động, là bắt đầu sẽ là câu A, begin of doing something. Câu số 4 mình có at no time bằng với từ never là từ phủ định. Từ phủ định đứng đầu câu sẽ có hiện tượng gì? Đạo ngữ là câu A hoặc là câu C. Khi đạo ngữ đã mượn trợ động từ đích rồi thì động từ đằng sau phải trả về nguyên mẫu. Đáp án là câu A. Câu số 5, sau chữ look, thầy xin lỗi, sau. Ở đây mình có từ brighter là so sánh hơn, và để nhấn mạnh so sánh hơn mình dùng từ much hoặc là far. Đáp án là câu D. Câu số 6 dùng thầy. Bố tôi thì rất là buồn bởi vì tôi đã rớt kỳ thi. Kết quả là bố tôi buồn là ở quá khứ. Chuyện tôi rớt kỳ thi là trước quá khứ, là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành là câu đi. Đây là sự phối hợp thì. Câu tiếp theo là liên quan tới những từ để hỏi. How long, what, where, why, how much, what time. Đứng trong câu vị trí phải là chủ từ rồi mới là động từ. Chủ từ rồi mới là động từ. Cho nên loại được câu A và câu C loại đi. Còn câu B và câu D khác biệt là chữ has and chữ had. Ở đây là lùi thì cho nên đáp án phải là câu B. Đáp án là câu B nhá. Ở đây bị sai em này. Đáp án phải là câu B. Thầy bôi nhầm này. Have, how long she had.
Bindia. Đáp án của cái câu này phải là câu B. Tại vì trên này lùi thì làm ơn ha, cẩn thận dùng thay này. Đây thầy bôi nhanh, thầy bôi nhầm câu D rồi đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại bài học ngày hôm nay. Mình sẽ nghe lại bài học ngày hôm nay ha. Rồi. Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance. I never believed in what I couldn't see. What I couldn't see. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh luyện thi của thầy ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Rồi, chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và nhớ theo dõi ha. Và thầy sẽ có nhiều bài giảng hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn ha. Thank you so much. Ok. Nếu có bất cứ câu hỏi nào thì cứ inbox Mr. Tiên. Ok, thank you so much.